đứng như chỗ này cho sạch. Đứng được, em đứng thành một cái hàng ở dưới kia được mà. Nào đi chơi, đây. Em ơi, em mà kiểu bị đau quá em được kêu to không? À không, yên tâm vậy ạ. Mấy cái này được chưa? Em phải kiểu... Đó chứ, em phải kiểu lên cho em. Rồi, 3, 2, 1 đi. Không được nhìn xuống đất em ạ. Đã dẫm vào chưa đấy? À! Ok. Vì bắt em vẫn nhìn xuống dưới đất mà lắm. Không, em không nhìn đâu. Wow, tuyệt vời. Quế ơi. Rồi, em ơi, còn chưa đến phòng mít mà em đã làm chị sợ rồi. Rồi, 3, 2, 1 đi. Không nhìn. Ôi, dẫm vào tuổi em ạ. Này, ai mà dẫm vào phải vào mít là hôm nay sẽ bị chuột gặm chân nhá. Nhìn hả? Ok. Tú kìa, Tú đâu? Tú của chị đâu? Tú đâu? Ok, 3, 2, 1 đi. Nào, nhanh, nhanh. Ôi, dẫm vào. Ôi, dẫm liên tục vào. Đúng với cái khoảng cách bước của em bình thường đấy. Mắt nhìn thẳng. Ui. Ok, tốt. Rồi đi. Mắt nhìn thẳng. Ôi, cái chuẩn thế hả anh? Ui, trời. Ôi. Vừa khen xong, giống hết mà. Ôi mẹ ơi. Anh đã đi đâu? Cái gì đây? 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi, đi chuẩn đấy nhở? Ôi, Kiên đi chuẩn đấy nhở? Ôi, bây giờ khen Kiên đi, để cho bạn đi dẫm vào đi. Ok, sai, tuyệt vời. 3, 2, 1, mắt nhìn thẳng em yêu ạ. Nhìn thẳng, em yêu ơi. Ui, sợi, tuyệt vời. Tuyệt vời. Mắt nhìn thẳng Hoa ơi. Tuyệt. Hai đứa đi. Ok đấy. Đến đoạn ngã chưa? Chưa. Mình là người mẫu chuyên nghiệp đúng không? Đi. Trời ơi. Trả lời cái nào? Lần này đừng giống hết vào nữa nha các em nhá. Đấy, vẫn giống. Vừa nói xong. Cảm thấy mà khó quá đi về nhà nhá. Rồi. Ô. Nhìn thẳng không Kiên? Là sao? Nhìn thẳng gì ạ? Đi. Còn thoát qua mấy cái. Mắt nhìn thẳng nhá. Trái này. Anh đi. Ui. Ôi cái quả này chúng ta nhở. Liếc. Ôi dồi ôi anh ơi. Em mà trên con thế. Quả này dẫn vào biết luôn mà. Ai một cánh cho lên. Rồi lùi lại một tí. Từng Dừng lên đây. Giờ thi xem ai đứng ở lâu hơn ạ. Dừng lên đấy ạ. 3, 2, 1 các bạn lùi lại nửa bước nhỏ. Rồi giữ nguyên như này. Giữ nguyên. Một bạn ao chưa? Mới trứng rồi tới thế này. Ôi, còn tám một bạn ạ. Ôi, tàn ác. Ôi trời. Để động người ta, tao động người mày kia. Đừng điêu. Cố lên. Cố lên.
Ôi chị ơi, đừng vào đây mà. Cái gì? Mai Hoa, tao thấy rồi kìa. Chị ơi, tàn ác. À, thế chị cũng ngồi bên cạnh luôn. Chị Tố ơi, chị cũng ngồi. Cố lên. Cố lên ơi, cố lên. Cố lên. Thôi chị nghĩ là cho các hai bạn thắng được không ạ? Thôi, ok, cảm ơn các bạn.